Với gần 4.000 ha lúa đang sinh trưởng, nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 3 là rất lớn. Huyện Thi đang chỉ đạo các đơn vị chức năng và các xã thị trấn ứng phó với bão số 3. Do chủ động các biện pháp phòng chống từ những ngày trước, nên đến thời điểm này, các diện tích lúa chưa xảy ra tình trạng gặp ống. Tuy nhiên, đã có một số diện tích bị đổ do gió lớn. Trong buổi sáng, tranh thủ thời điểm mưa ngớt, một số hộ dân đã chủ động buộc dựng lúa đổ nhằm tránh tình trạng bị thối hỏng, ảnh hưởng tới năng suất các địa phương bố trí lực lượng xung kích khẩn trương kiểm tra giả soát các khu vực trọng điểm sung yếu khơi thông dòng chảy xử lý kịp thời các sự cố công trình thực hiện chủ động tiêu thoát nước tại một số sông canh mương đề phòng khi mưa to gây ngập úng tại các trạm bơm có chức năng tiêu úng đảm bảo hoạt động của tất cả các bộ máy huy động 100% nhân lực 24 trên 24 giờ trong ngày phục vụ tiêu úng kịp thời